đầu sợ 3-0 rồi mà. 3-0 rồi mà. 3-0 rồi, mình không biết là phải làm thế nào nữa. Không biết là anh em đấy không biết làm nào nữa. Anh em lúc đấy kiểu thành tâm. Anh em hôm đấy kiểu lúc hôm đấy kiểu thành tâm cầu nguyện. Chú Sơn thành tâm xin. Mọi người kiểu kiểu thành tâm cho một ván ấy, kiểu chỉ xin lấy danh dự ấy. Thế nào là danh dự thật? Uầy. Thế nào mà nó danh dự thật nhá? Thật ra là ba ván đầu tiên cũng xin, nhưng mà trong ba ván đầu tiên là tôi có một cái sự tự tin rằng chúng ta sẽ thắng. Trong hai ván đầu tiên tôi có sự tự tin rằng chúng ta sẽ thắng.